Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, tình yêu thương không hề hư mất là đề tài của bài học Kinh Thánh hôm nay, khích lệ chúng ta nhìn lại đời sống mình đã thật sự nhận được tình yêu thương từ Chúa ban cho không? Vì chỉ có tình yêu thương của Ngài mới đem lại cho chúng ta một cuộc sống thật sự phước hạnh giữa đời này. Bài học nương trên 3 câu Kinh Thánh, Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 8 đến câu 10. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Câu gốc của bài học như sau: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 8. Câu hỏi suy ngẫm: tại sao các ân tứ thuộc linh, tiên tri, tiếng lạ, sự thông biết không trường tồn? Tại sao chỉ có tình yêu thương trường tồn bất diệt? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô và chúng ta điều gì? Kính thưa quý vị, sẽ hết, sẽ thôi, hầu bị bỏ là những từ ngữ được sứ đồ Phao-lô dùng để nói về sự giới hạn của các ân tứ nói tiên tri, nói tiếng lạ, sự thông biết trong câu 8. Và để so sánh tính cách tạm thời của những ân tứ thuộc linh nói trên, sứ đồ Phao-lô giới thiệu một điều trường tồn, không hề hư mất theo thời gian, đó là tình yêu thương. Ông cho biết khi chúng ta trông đợi sự trọn lành sẽ đến, thì những điều chưa trọn lành như sự hiểu biết, việc nói tiên tri vẫn rất ít lợi, dấu rằng những điều ấy sẽ không tồn tại mãi mãi, bởi vì trên thiên đàng chúng ta được Đức Chúa Trời khiến nên trọn vẹn, hoàn thiện và được sống trong sự hiện diện của Ngài, nên không còn cần đến sự thông biết hoặc lời tiên tri. Và trên thiên đàng chỉ tồn tại ngôn ngữ của thiên đàng, nên cũng không còn cần đến ân tứ tiếng lạ. Chính vì thế các ân tứ ấy sẽ không tồn tại, chỉ duy tình yêu thương là trường tồn bất diệt, vì Đức Chúa Trời chính là tình yêu thương. Theo Giăng nhất chương 4 câu 8, câu 16. Ở đây sứ đồ Phao-lô không hề có ý xem nhẹ các lời tiên tri, sự ban cho nói tiếng lạ hay sự thông biết. Bằng chứng là ông đã từng khẳng định về ích lợi của những ân tứ từ Đức Thánh Linh cho các tín hữu trong các phần trước. Tuy nhiên ông muốn cho mọi người thấy được những ân tứ được kể trên chỉ mang tính chất tạm thời, cho nên chúng sẽ qua đi. Đồng thời ông cũng cho thấy giá trị cùng ích lợi của tình yêu thương là vô giá và trường tồn bất diệt. Và đây chính là điều mà mọi người cần ao ước, tìm kiếm để sở hữu trong đời sống của mình. Đó chính là lý do cuối chương 12, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 31. Sự ban cho lớn hơn hết và con đường tốt lành hơn chính là tình yêu thương. Khi khẳng định tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng cũng như mỗi chúng ta nói chung, mỗi người cần nhìn lại đời sống của mình. Chúng ta đừng nên đeo đuổi những điều tạm thời đến nỗi gây nên tranh cạnh chia rẽ nhau trong hội thánh, nhưng hãy tìm điều tồn tại mãi theo thời gian, đó là tình yêu thương. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng đã yêu con và muốn con thể hiện tình yêu với những anh em cùng đức tin, cũng như người lân cận con. Xin Chúa giúp con cảm nhận sâu sắc tình yêu Chúa mỗi ngày và nhận thêm năng lực từ Chúa để sống bày tỏ tình yêu thương không hề hư mất cho mọi người. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang tìm kiếm tình yêu thương trường tồn bất diệt không?
tình yêu Chúa thật quý thay, cho con nhận biết mỗi ngày tràn tuôn, lúc vui hay lúc đau buồn, yêu thương Chúa vẫn luôn luôn đồng hành. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.